Xin chào mọi người nhé. Hôm nay bên mình nhận được một đơn đặt hàng là mùng lưới quay mật ong, sống ong cướp mật dành cho hội nuôi ong. Hiện tại bên mình đang gia công 1.000 cái cho đại lý. Chiều rộng của nó là dài 4, rộng 3, cao 3. Không gian rất là rộng để chứa những cái đồ quay ong mật. Cái mùng này thì chất liệu lưới của Thái Lan, lưới của Thái Lan, lưới rất là bóng và đẹp, bền. Lưới này rất là bền, mắt lưới là 0,3 mm, siêu bền luôn. Xung quanh của cái mùng này thì có các cái dây keo ra rất là đẹp, vuông góc rất là đẹp, may đường may rất là nét, chỉ máy bằng chỉ 7 màu để cho các anh em đi thu mật ong, thu mật ong ấy. Này các bạn nhìn toàn cảnh của một cái mùng lưới này. Còn cảnh mùng lưới này nhá. Bây giờ em kéo khóa này. Đây là cái khóa chui ra chui vào này. Còn không gian ở bên trong, không gian của bên trong nó chứa được rất là nhiều đồ, như là ví dụ như là thùng hoặc là chai nọ, hoặc một cái máy quay mật ở bên trong. Mỗi khi quay mật ấy, thì những cái đàn ong của các cái tổ khác nó cướp mật về rất là nhiều. Thế nên là các bà con chăn nuôi ong rất là bất tiện khi quay ong mà không có cái mùng này. Các bạn nhìn xem, đây là dây. Mỗi sản phẩm thì có một cái tem, tem của thiết bị chăn nuôi Mai Dung.